đúng quá. Nãy nó mới nói đây mà nói với quý quý thế này nó về rồi. Tiệm 02 đánh 14 điểm. Cũng không có lưới cũng như bị vỏ. 1-2. Hay quá, hay bên nào hay dân ha. Nguyên võ cài bóng và cây bóng ở ngay vị trí chữ A, ngay góc luôn. Quá hết đẹp. Điểm nguyên võ 2 điều. Bóng ngoài. Điểm dư dư 3-2. Bóng nó vô. Pha kỳ bóng dài của Hiếu ở vị trí hiểm hóc. Điểm cho dư 4-2. Bốn hai mà hồi bánh 14 đều hết dân đó, bên nào 14 hết đó, 42 rồi đó. Pha kỳ bóng sát mặt lưới của Hiếu. Điểm cho dư 5-2. Ngàn giờ cũng hết thời. Hay quá. Bóng không lưới. Điểm chưa bị vỏ 3-5. Ba bốn mà 3-5.
đuôi xa luôn á. Rồi tính như thấy bị giỏi luôn. Ờ tôi quên quay cái pha này ta. Ông kia đang quay đồng quần người kia đang quay. Má mày kêu không mày kêu mày kia dễ cầm tới dạng. Thôi chỗ người ta chơi kìa. Bốn quay. Điểm cho Quy Võ 4 năm. Võ động cây, võ động cây. Võ động cây. Võ động cây. Cái chồng màu đen trắng không gì lý do tôi gì chắc chắn nổi không. Trời ơi, cái gì đâu, nhẹ nhẹ nhẹ, đi chị vô, xuống nè. Cái chôn ra, kì gì mới nhẹ. Trời ơi, để cái kì vô không biết tài gì nhiều hết trơn, đi vô. Người võ vượt bóng rơi ngay cái vị trí không người, vượt bạc bạc luôn. Điểm 5 điện người võ. Quýnh hời thì chết á. Thằng bên này có đất hơi không à? Quân sáng giờ thế là gì nữa? Và phát bóng quy lực ngay góc giữa A của Quy Võ. Điểm cho Quy Võ 6 năm. Thơm đủ máu thua ông sao ở đây ngoài ngoài bây giờ nó kỳ né người được. Hay quá. Hiểu chết rồi thầy ha. Điểm cho bệnh dư 6 điều. Hay quá. Quy Võ giật chéo bóng. Ở vị trí hiểm hóc. Điểm cho Quy Võ 7-6. Từ thằng nè.
76 đó hay gì đó. Xe cổ không á, xe đủ mà. Hôm đó này lên công có dùng xuống nào. Vô. Mày hút hay quá. Mình thủ cũng rồi đại lên lớn mình quánh được luôn. Vô vô. Thủ lên, đó cũng đó thì em. Bóng trong sân. Vô. Giật bóng. Bóng rơi cạnh Liêm ở vị trí gần góc chữ A. Điểm cho Quy Võ 8-6. Ý em là thủ qua lấy được ăn nữa thôi. Ông bên ông không có đứng đây hả? Đây quay không? Lâu chưa? Bóng ngoài. Điểm cho Dư 7-8. Rồi đây ai tiếp nó? Bóng trong sân. Điểm cho Quy Võ 9-7. Có bốn không ngoài sân. Điểm chỉ dư 8-9. Bóng không qua sân. Điểm cho Quy Võ 18-14 các bạn. Điểm 11-8. Bóng ngoài. Điểm 12-8. Sẽ lại đánh 14 điểm các bạn. Giỏi giật bóng quá hiểm hóc. Quá đẹp rồi. Hai cây điểm 13-8. Kiên phá này thả cũng meo lắm mà. Có lần đó trên sân Vĩnh Thành nó ghi là 6 điểm mà nó 5-1 rồi đó, nó thua đó. Ở ngoài nó đá 1 mà cũng thằng mà đá thua 5-1 mà thua. Điểm 13-8 điểm cuối. Nó gồng ở dưới dễ mát lắm, kỳ pháo rồi nè. Nói chung là cái kèo gọi là kèo chế quá đẹp. Quy Võ giật cái bóng, cuốn cái bóng cuối cùng như là dao đập. Kết thúc trận đấu Quy Võ thắng Dư và Hiếu.